là quý anh Giang chứ không có kiểu mà hiểm khích hay gì hết. Ủa, đâu có hiểm khích. Nhưng mà tí nữa là em rủ anh Thành ha. Bắt đầu hiểm khích rồi đó, bắt đầu hiểm khích rồi đó. Bắt đầu hiểm khích rồi đó. Anh đang muốn em về đỡ anh mà về nói gì. Anh Thành bây giờ không có xét về sắc đẹp, xét về nhân cách. Trời ơi trời ơi. Trời ơi. Xóa. Em, ví dụ có những cách như em phải xếp anh vô em xóa sắc đẹp anh luôn đâu được. Anh cũng đang cố gắng lắm mà. Ơi, ý của Miu nó bây giờ dòm em sổ sữa hiểu không? Anh La Thành, anh thấy tụi em ghê chưa? Anh đừng nghĩ anh nói hay nhất ở đây. Ủa có ai nói gì nãy giờ? Nãy giờ nói thế nào đâu trời. Anh thấy giá trị của em chưa anh Giang? Nãy giờ anh đâu có nói gì đâu. Miu Lê, em phải tập trung với cái người vừa mới tra em cành à, không? Dạ. Quan trọng, nó không quan tâm luôn anh ơi. Không quan tâm luôn hả? Em hay giỡn giỡn thôi chứ không, chứ mấy cái này trân trọng, trân trọng. Cái gì hôn mấy bà? Cái gì hôn mấy bà? Anh không là cái trân trọng, trân trọng á. Em tức thằng Lu này quá đi anh Nghĩa. Sao cưng, tức sao cưng? Nó quăng miếng rớt á. Mình là gì của nhau? Không là gì nữa hết, tức rồi. Người ta cũng chơi chữ mà coi người ta này luôn. Ủa anh vẫn còn hậm hực cái chuyện đó tới giờ. Dạ tại thân dữ lắm cho nên em tức. Dạ hả? Dạ. Chứ nếu mà người không thân thì em để trong bụng thôi, em nói ra nó vô duyên. Ê tôi cảm giác như Miu Lê tới đây ăn thịt tất cả mọi người. Thấy hai đứa em nó đẹp quá. Đẹp chứ. Không dám xen vô giữa luôn, sợ hư cái đội hình nữa. Anh dám mà. Anh đứng đó cũng đã hư hình rồi. Ui dạ. Trời đất ơi, Miu Lê ơi. Cái bí quyết gì vậy em? Bí quyết gì mà tự nhiên bây giờ đẹp lộng lẫy hơn xưa luôn vậy? Dạ em tập thể dục với em ăn kiêng giảm cân. Động lực nào? Em nói cho anh biết đi, cái động lực nào đã làm khiến cho em có thể làm được cái điều đó? Anh, trước khi tới đây em có soạn sẵn một bài soạn văn trong đầu. Tại vì mọi người hay nói á, em giảm cân là vì anh Giang chê em mập. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Mà số này anh nó cho em mập là em không thích rồi. Nhưng mà em cũng là đó. Thì ra cái nguyên nhân chính là ở đây. Trời ơi. Cái bài này là bài của chị Hồ Quỳnh Hương. Đúng rồi, bài này của Hương Tràm. Còn cái số này nó em mập là em không thích rồi đó. Đó. Anh Giang cái hôm đó em có cãi qua cãi lại là vì anh nói sai tên bài hát. Giống như ủa sao mà một cái chuyện mà từ cái năm đó tôi nhớ cách đây 2-3 năm rồi đó. Nhưng mà phải nói một điều là cái số lên sóng mọi người rất là mê anh. Nhưng mà dạ, nhưng mà giờ cho em giải thích là lúc đó lúc đó là em thề là em vì sai bài hát cái bài đó không phải nói đúng chứ nó kỳ lắm. Chứ ai nói gì đâu. Cái bài là bài ngốc quá. Dạ 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 dạ. Làm sao em vô rồi những đêm dài, làm sao cho con tim đó lạnh lùng. Chị mong sao tụi tên nó tan giá hả? Hãy xin nghe anh nghe với em. Em phát bài gì vậy? Anh hôn tên nhau trong mơ. Và anh ngủ đi lên cho sợ nó nhớ. Bưng nó về. Không mà phải nói là hôm nay đẹp quá trời luôn. Dạ. Dạ luôn. Nhưng mà anh, nhưng mà cho em đính chính lại là không phải vì anh Giang nha. Okay. Ừ, mọi người hiểu. Chứ em rất là quý anh Giang chứ không có kiểu mà hiểm khích hay gì hết. Ừ, đâu có hiểm khích. Nhưng mà tí nữa là em rủ anh Thành ha. Bắt đầu hiểm khích rồi đó, bắt đầu hiểm khích rồi đó. Bắt đầu hiểm khích rồi đó. Anh đang muốn em về đỡ anh mà về nói gì thiệt. Chán thiệt chứ. Miu Miu, dù em có thay đổi cân nặng nhưng mà cái sự duyên dáng của em nó vẫn đậm đà nha. Anh thích cái chuyện dạ, đó. Hả, anh? Dạ anh. Dạ, dạ, em thấy không? Nói người ta lúc người ta mập thì chê bai người ta, nói cho dữ vô bây giờ thấy người ta ốm kêu về đội. Ồ tại dạ. Con gái là vậy, chỉ cần giảm cân không cần làm gì hết, chỉ cần giảm cân là đẹp. Không anh ơi, giảm phải giảm đúng nha. Giảm mà nhịn ăn cho sơ sát đi là chết. Tại hồi đó em cũng bị rồi, em bị đau bao tử, em bị tràn dịch bao tử, em chết đi sống lại. Thì anh đâu nói gì về chuyện giảm cân trai đâu, anh chỉ nói là giảm cân là đẹp mà. Em phải nói đúng, phải nói đúng, xài nó giết chết liền bây giờ đó. Cái phương pháp giảm cân chút xíu nữa vô chia sẻ lại với Trấn Thành nha anh. Nói vậy là sao Nghĩa? Anh nhìn body em đi. Ủa anh nói vậy là sao Nghĩa? Kìa thấy không? Các bạn thấy sao? Anh ơi, Sam em thấy sao Sam? Em thấy sao Sam? Rồi vô, bấu vô, bóp mạnh vô. Em thấy sao Sam? Nó thật lòng nè. Cứng anh. Cứng. Cứng, cái này là cái cục gọi là mở cục hả? Cơ chứ không phải mỡ nha. Cái này em anh Thành, anh Thành, anh có mập bao nhiêu thì anh vẫn là người đàn ông lý tưởng của hàng triệu trẻ em phụ nữ, trong đó có em. Của trẻ em. Hai triệu trẻ em phụ nữ nha. Trẻ em. Trẻ em phụ nữ nha. Em nói thiệt mà.
Rồi rồi. Ô, okay, mọi người đồng ý với em yêu, mọi người đồng ý với Miu. Cho nên là đó. Ok. Ủa? Chưa dạ, chưa. Ê, hey, Miu lẽ nói tiện, tôi tưởng tượng là Thành đang quảng cáo sữa cho bà mẹ trẻ em á. Anh là Thành chịu trẻ em, trẻ em giờ phụ nữ. Không anh Thành bây giờ không có xét về sắc đẹp, xét về nhân cách. Trời ơi trời ơi. Trời xóa. Em ví dụ có những cách như em phải xếp anh vô em xóa sắc đẹp anh luôn đâu được. Anh cũng đang cố gắng lắm mà. Ơi, ý của Miu nó bây giờ dòm em sổ sữa, hiểu không? Nhìn sổ sữa quá cho nên phù hợp với bà mẹ và trẻ em. Nãy giờ tôi nói thiệt đấy, thằng bé nó như là vô hình. Hỏi thăm Lưu Hoàng chút xíu, bởi vì lâu rồi anh em mới gặp lại nhau. Không biết vô tình hay cố ý mà hai mỹ nhân ngồi bên anh Thành đeo một cái xích ngay cổ. Anh thấy không? Giống như là một cái điều. Anh giống như là chủ mà dắt hai con chó đi chơi có hay không? Chủ mà dắt hai con chó đi chơi có hay không? Thôi, đừng có diễn tả như vậy được không? Đừng nói vậy. Vô tình bữa nay anh cũng mặc một áo cổ gần sát này, đậy chưa? Cảm ơn các bạn, chúng ta đã có hai điều hình. Bữa nay mặc dù nhìn là không có cân xứng là bởi vì bên ba người đàn ông, bên đây là hai người phụ nữ đẹp. Nhưng không sao. Hết hộ tưởng nó bên đây ba người đàn ông. Anh mà nói vậy thì Harry quên nhà nó buồn. Tội nghiệp em đó chứ. Là cái đó là chương trình dựng đúng không anh? Ê Thành, Cái clip đó là chương trình dựng. Hỏi một câu ngây ngô như vậy Thành. Tới bây giờ, cho tới bao giờ bạn mới biết là tất cả những gì ở cái chương trình này không có cái gì thiệt hết. Chỉ vậy thôi thì cứ người mới mình cứ cho người ta nói rồi tí mình chỉnh sau. Đúng rồi, để ta trải nghiệm. Tìm chứ em là lần thứ hai rồi đó. Hạnh diệu á, hạnh diệu nguy hiểm chứ. Lần thứ hai rồi đó, sao lần thứ mấy rồi em? Dạ em chắc là lần thứ ba hay thứ bốn gì thôi. Mối đó em, đây mới là mối nè. Yeah. Sao nó ngồi mà thấy được mòn ghế luôn. Anh Giang thấy em đẹp hả hay cứ nhìn em hoài vậy? Không mà thiệt, hôm nay là nhắc quay lại ha, xin lỗi cắt ngang tí là đẹp. Thôi mình cứ dựng cái câu đó lên hình giùm em nha. Đẹp. Lên không có đâu, lên TV người ta làm hay lắm. Lên TV ta làm vậy đó. Anh Giang xuyên suốt chương trình lâu lâu anh chêm vô để về cắt cái dính được gì dính nha. Em ơi, nếu như mà lâu lâu chêm được một câu á thì Giang sẽ chêm cái câu của nhà tài trợ vào. Ủa vậy? Và cái thái độ hát rất là điềm đạm. Đúng. Em chắc chắn luôn, nếu như mà có sai thì cuối cùng chương trình mấy anh chị phạt em đi, nhiều em chịu. Bạn này hát hay. Vậy thì bảo kê luôn. Lấy hàng luôn. Mời lấy hàng. Mình bình tĩnh mới đi có qua quận 2. Mới có một chặng đường à. Mình đi qua một vòng đó. Anh La Thành, anh thấy tụi em ghê chưa? Anh đừng nghĩ anh nói hay nhất ở đây. Ủa có ai nói vậy? Nãy giờ nói nào trời. Lần đến lần đầu tiên nó hiền quá trời hiền mà Miu. Ê, tôi cảm giác như Miu Lê tới đây ăn thịt tất cả mọi người. Em xin lỗi anh. Thì nói giữ dưỡng bé lại. Dưỡng bé lại. Không kịp với nó. Ủa, có gì xích rồi mà không giữ được. Anh biết không? Tại vì má không biết đối tượng nó là ai luôn, thầy hiểu. Em đã nói rồi, kiểu gì hậu cũng bánh lộn. Anh Nghĩa ơi, cho em xin nói cái tiết lộ, cái lúc đầu em nói luôn được không? Được, em nói luôn đi, nói liền đi, mình đánh trống lãng qua cái chuyện này cho anh. Dạ. Xin cho tôi mượn cái chỗ đó một cái được. Trời, đừng nói anh hôn tay em là tỏ tình nha. Ủa, sao vậy? Em không ok đâu. Tại đó. Tại vì từ đầu chương trình á, em có nói là em tới đây vì một người em mến mộ. Thành ơi Thành, em có cần anh tặng anh đưa cho em một cái bó hoa này kia không? Thôi em tới dạ, rồi không, hả? Không cần của anh. Hoa nó nhìn nó mỏng manh lắm. Để em giữ lại. Cái gì vậy? Quá gai, hả? Có gai. Gai. Hồng nào mà không có gai, anh còn có gai đừng nói chi hồng. Anh là gai, gai còn anh là. Tôi nghĩ anh nói là hồng nào có gai, anh nghĩ gai là anh nghĩ gai còn sống. Để em đúng hả? Xin. Cái trong âm nhạc mình á là có 7 nốt nhạc đúng không? Đúng rồi. Là 5 nốt nhạc mới là ngũ cung. Đồ re mi fa sol. Đồ re mi fa sol la si. Nhưng mà em đó giờ em đọc 10 nốt nhạc không? Đồ re mi fa sol la si mi mi re. Em là từ hát hò luôn tới diễn xuất luôn. Anh thấy giá trị của em chưa anh Giang? Để giờ anh đâu có nói gì đâu. Miu Lê, em phải tập trung với cái người vừa mới tram cành không? À dạ. Nó quan trọng, nó không quan tâm luôn anh ơi. Không quan tâm luôn hả? À. Anh ơi, anh tặng ba hoa, nói em ba hoa hả anh? Anh Nghĩa đưa chứ mà anh tặng một bông thôi. Tặng một bông thôi nè, sao em cầm đi sao.
đâu. Tốt. Trời, chương trình hỗ trợ nhạc luôn kìa, nhạc luôn kìa anh ơi. Trời ơi, tự nhiên hôm nay em tới đây em hạnh phúc quá. Nó còn nói xong câu chuyện rồi bây giờ nhạc mới tới. Hay, phòng máy xuất sắc, vỗ tay. Con xong rồi. La Thành, em đã thể hiện được tình cảm đó dành cho người mến mộ rồi đúng không? Dạ, dạ, dạ. À, mời em về chỗ. Anh, ông cái. Đây nè. Mở nhạc. Mở nhạc. Đứng lại, bình tĩnh lại anh. Ủa, vụ gì? Ủa sao cứ mỗi lần tôi kêu nó mở là nó tắt, mà kêu nó tắt là nó mở vậy ta? 2, 3, music. Sau những lời chia sẻ của mình dành cho người khác, với cách đối xử của người ấy, cành hoa này như một mối tình câm, một mối tình chết. À, tôi nói câu thôi. Có thể là Miu Lê rất hâm mộ Trấn Thành, nhưng mà tôi là mối tình tay ba rồi. No. Ủa lộn. No. Không sai được thường. No. No. Anh La Thành cảm ơn anh nha. À, anh chia sẻ thiệt á. Không, thiệt. Không, cảm ơn. Ok. Em hay giỡn thôi. Anh em mình không, mấy cái này trân trọng. Cái gì hôn mấy ba? Anh không là cái trân trọng á. Không trân trọng á anh. Này nói thiệt. Rớt nước mắt. Trước khi mà em xấu em mập á, không may thèm đói hoài em luôn á. Không, em ơi, lúc thì... em mập em cũng đẹp Miu ơi, em đừng có mặc cảm tự ti như vậy. Không, em mặc cảm lắm. Cái sau này cái tự nhiên em đỏ đỏ, em ngon ngon lên xíu á. Ngon ngon. Dạ, biết ngon luôn hả? Ngon. Ghê nha. Nếu nha anh, nếu mà so cho ẩm thực á thì em đánh giá em ngang với một đĩa sườn bì la chả. Sườn bì la ốp la đó em. Sườn bì la chả. Sườn bì chả la đó anh. Sườn bì chả la chả. Đó thì qua sóng truyền hình chương trình Chồng Ải Chồng Ai mùa 5 được phát sóng vào 20 giờ tối thứ chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Mọi người là 20 giờ ta coi chương trình khác rồi. Dạ dạ, 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Em kêu gọi các chị em, các bạn bè, các mọi người hãy tập luyện thể dục thể thao và sống một cuộc sống healthy lành mạnh. Hãy đi Miu. Miu lên. Miu ơi, giây phút em sống vì cộng đồng đã kết thúc. Nước ơi, em có thể quay đầu giùm anh một cái thử được không? Bình thường người ta có một câu người ta hay nói là quay đầu là hip hop. Thì nếu như anh tự em nói cái câu quay đầu là bờ chứ. Ngồi nghe nãy giờ luôn á. Thì em muốn thử coi là bạn này có biết gì về hip hop không, nên em thử bằng cách đó là bạn quay đầu. Em tức thằng Lu này quá đi anh Nghĩa. Sao cưng, tức sao cưng? Nó quăng miếng rớt á. Em bé nó thiệt mà chứ có quăng miếng gì đâu. Thật ra là chưa rớt cho tới khi mà em nói rớt. Em nói rồi khán giả mới biết á, chứ nãy giờ khán giả cho qua đó. Là cho qua đó. Không, em biết là trong đầu anh Giang nãy giờ khó chịu lắm rồi đó. Giờ kéo Trường Giang vào cuộc luôn. Ủa, anh đâu có chịu em. Anh bình thường mà. Thằng bé nó trâu sắc ở cái chuyện là chỉ cần một cú quay đầu là dân hip hop quay khác và dân thường quay khác. Thằng bé nó dựa cho đó để coi thử có phải là ca sĩ không. Anh ơi, nó có quăng những cái miếng mà nó rớt, nó phải rớt anh, nó thấm vào đất luôn anh. Nó thấm sâu vào lòng đất nha anh. Thấm sâu vào lòng đất chứ không phải là rớt trên bề mặt đâu. Mình là gì của nhau, không là gì nữa hết, tất rồi. Không là gì nữa hết, chỉ vì rớt miếng là không chơi với nhau luôn đâu. Thầy giống như nó không có biết. Dạ. Em cứu lại chương trình coi. Nói lại cái gì đó cho nó lên lại coi. Lên lại nè. Miếng rớt thấm đất rồi, bây giờ làm sao em vớt lên coi nè. Nhận xét bạn này. Móc miếng lên. Trời ơi, mấy anh chị cứ làm vậy rồi áp lực em là nhỏ lắm á. Em là nhỏ hơn bằng Lu á. Ủa, bạn mới nói Lu nhỏ hơn em. Em mới nói tức thì Lu nó nhỏ hơn em. Quên, ý là em cũng nhỏ. Nè, anh Giang nè, anh La Thành nè, chị Sam nè, anh Xin nè, ai cũng lớn, tự nhiên mọi người cứ nói là nói cái gì cho mát mặt, nói cái gì để tăng bút chương trình. Ok, rồi nói lại nè, nói gì cho ngu mặt đi em. Ừ, nói gì cho mất mặt đi. Mất mặt hả? Nói gì cho mất mặt đi cưng. Mất mặt hả? Em nhìn bạn này rất là giống Will trong nhóm 365 nha. Cái này đúng nha. Đúng không anh? Will. Will anh. Đây giống gì đâu? Không giống Will. Will lúc gầy nha. Nhìn cái bề cái dạ, ngang á, gương mặt anh Giang ơi, anh ngồi đó anh không thấy, em ngồi đây là Will không nè. Giang qua đây thử coi cái góc của Miu nè. Anh đang qua đây giống của Will không? Will 365. Không giống nha. Ủa vậy hả? Bé anh quên em được, không có Will gì đây hết nha. Ủa anh không thấy giống hả? Quéo không có Will. Quéo hả? Quéo. Em thấy bạn này hát hay về em, và em biết chắc luôn nếu như không phải thì cuối chương trình mấy anh chị phạt em đi, phạt cỡ nào cũng được. Nãy hết giờ bây giờ nó bắt bao nhiêu giờ nó bắt bao nhiêu giờ đó. Bạn này là gà của chương trình. Em chắc luôn. Gà luôn. Rồi biết luôn, gà luôn đó hả? Gà. Sau chương trình này là debut. Em sure. Phải không? Là bút lên luôn. Anh ơi, anh chưa qua game show em chơi rồi. Sao show này là... Nếu anh không tin anh cứ hỏi anh Thành.
em đoán gì là có nấy. Anh đâu biết gì đâu mà hỏi anh. Em đoán gì là đúng nấy. Thôi tình tình là nãy giờ đó hai người đó. Thôi tin nó đi, tin nó đi. Tin đi cho Miu nó vui. Không hiểu sao mà em có cái linh tính ngộ lắm. Em chỉ cần nhìn cái khuôn mặt người đó thôi nha. Là em cảm nhận được người đó biết hát không biết hát luôn á. Em nhìn Sam em đoán thử coi Thành. Sam hát rất dở luôn. Lát nữa. Cái gì anh chưa nhìn nữa, anh chưa nhìn luôn anh Thành. Chưa nhìn luôn á mà anh đã nói rồi. Có Miu Lê hát hay nè. Anh em hát sao? Tuyệt. Hát bài cho nghe đi. Anh nói bài gì? Giờ đi 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 đi. Yêu đi yêu đi yêu đi. Xin đừng bỏ em ở lại, xin đừng dập tắt đi. Nỗi nhớ theo em đến cuối cuộc đời. Yêu là chẳng lấy điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Dù mai nếu sau cơn mưa kia em sẽ đớn đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo, vì trái tim em không ai chẳng sẽ ngừng đợi. Càng làm vậy là Thành càng mê em hơn. Không, nhưng mà cái bài đó là Miu hát cho ai? Rõ ràng tại vì hồi nãy chị thấy là cái ánh mắt em lướt qua bên kia mà nhìn nó cũng loạn choạng lắm. Em bị lé, em bị lé. Duyên vậy. Ơi. Em có nuôi con bun pháp á, mà hồi mới về nó lé sơ sơ anh, mà cái tay em nuôi là ai là lé hay sao á? Trời, bây giờ con mắt nó lé ngược ra ngoài đây nè anh. Em sợ. Trời, nó lé mà hai con kéo ra đây nè. Đó là mình nuôi thôi hay là mình ngồi kế bên? Không, anh Thành chuẩn lắm, cái gì cũng chuẩn hết á, ngay ngắn đàng hoàng. Ngay ngắn là cái gì? Anh nói mà tôi cũng dám sống luôn. Tôi dám kiểu mình sống sai gì là chết chứ đó. Anh, nãy giờ em quên anh cho em nói này nha. Nói gì? Anh Thành ơi. Dạ. Alo, anh La Thành. Anh La Thành. Anh nghe nè. Anh ok em đúng không? Tí ví dụ mà em có chọn sai anh đóng giùm em 2 triệu nha. Chết mày chưa? Có nhiều đâu Thành ơi. Thành ơi, yêu là mù quáng Thành ơi. Lá xanh xanh lá xanh lá là xa lánh. Có nghĩa là anh hát lên là mọi người xa lánh hết. Hay vậy ta. Chị xuất ơi. Xuất sắc con em tôi không thích. Chị phong thủy vậy mà. Không thiệt. Miếng này nghe nó nói. Miếng này bay lên nha anh. Nha, bay bọc, bay bọc. Miếng nhóm này. Tôi là nhóm trí tuệ, xin lỗi mấy anh chị. Ờ, người ta cũng chơi chữ mà coi người ta này luôn. Ủa, Miếng còn hậm hực cái chuyện đó tới giờ đi á. Ủa mà Miếng nói nghe nè, phải chi Lưu Hoàng á, nó chung đội với em thì em hậm hực được, tội người ta mà. Dạ, tại thân dữ lắm cho nên em tức. Vậy hả? Dạ. Chứ nếu mà người không thân thì em để trong bụng thôi, em nói ra nó vô duyên. La Thành. La Thành sao nào? Cái tình cảm bạn không được đáp trả bằng buồn gì phải không? Không có, Thành đang tập trung suy nghĩ về cái người này. Hay là anh sửa ví dụ 2 triệu. Miu à, em đừng có lợi dụng vào cái sự gọi là mến mồ. Mến mồ của em để em đẩy nó vào một tình huống khó bắt người ta không quay đầu được. Nhỏ đang mến mồ cách trong sáng, em làm nó mến mồ tiêu cực luôn rồi. Không, nhưng mà anh chưa bao giờ nghĩ em một cái gì gọi là tiêu cực hết. Dạ, vậy thì cứ đóng 2 triệu giúp em nha. Anh đỡ anh chi vậy? Vẫn kiên quyết đòi đóng 2 triệu giùm. Em nghĩ là cái bản này không phải tự nhiên mà nó xuất hiện ở đây, thì anh xin đừng hoang phí. Giống như là nếu như mình chọn sai thì nó sẽ là một cái gì đó rất là... Hay quá luôn, nãy gì quá luôn, nãy giờ. Rớt dòng vàng, rớt dòng vàng. Ủa, đó, xin đừng nghe đợi xíu coi cái gì vậy? Mở cái gì, rớt cái gì rồi? Dòng vàng của ai vậy? Trời ơi, nghệ sĩ đeo accessory vỗ, vỗ đánh tay cái gãi luôn nè. Của ai vậy? Của ai vậy? Lưu Hoàng nghĩ đi, không lẽ La Thành nó đi đeo accessory? Chỉ có mấy thứ nó làm ca sĩ nó mới đeo được chỗ diễn. Nè, nhà trẻ bộ này, hai má, hai ba vỗ tay. Nó là điềm đó anh, nó là điềm đó. Trấn Thành. Dạ. Bắt đầu. Mời Miu Ly. Bạn nước, bạn cần bao nhiêu độ? Dạ em cần 3 ạ. Là hai mắt bằng nhau hả? Dạ. Ok. Lá cây, lá cây. Lá cây, hỏi đi, lá cây. Em hỏi đi, em hỏi luôn hả? Lá cây bạn không cần phải không? Dạ có. Có cần nhiêu độ luôn? 5-6 gì vậy? Trời, nhìn giống Trung Quân Idol ghê má. Rồi, chị hỏi chị. Chỗ đừng khoa, em á. em nói a, chị mang nghe cái a. 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 À. Ok. Hết giờ. Trời, nhìn giống Trung Quân quá. Ta xem hỏi cái độ cận thị của mấy bạn làm gì. Em để em biết, em thử là mắt em có rõ không. Tại em nhìn thấy kính bạn đó là kính cận. Ủa rồi điều đó nó có liên quan tới giọng hát không em? Em tự test em cái anh. Nếu như em muốn test em
thì em hỏi Trấn Thành, hỏi Sam, hỏi anh nè. Ủa vậy anh, dạ em xin lỗi. 30 giây của tôi trôi vào hư không.